Nào nào nào. Đấy rồi, chúng rồi. Ui, phi chết luôn kìa. Đu. Chào các bạn, mình là Linh đây. Đây, hôm nay chúng ta đã có cái nghiên cứu đây. Thứ set. Nhưng mà anh em phải kill được thì nó mới phi được cơ. Đấy, mình mới được một cái kìa. Này, một cái làm sao được. Ui, chi ra máu này. Xôi, chết ngay. Úi, mình phi được 3 cái thương rồi kìa. Ngày xưa em nhớ cái thứ set mà nó phi. Nó phi mà kiểu như là chặn zom thôi. Không thằng nào lên nổi không? Kiểu như là zom cứ ra là chết luôn đấy. Nhưng mà bây giờ nó nép rồi. Giờ yếu vãi nồi, chả ai thèm chơi luôn đấy. Đấy. Bây giờ mình có tối đa sát thương của đấy nhá. Mà cảm giác nó vẫn không xin nhê rồi. Đây là tối đa ca rưỡi này. Đấy, cứ một lần lên kêu anh em là phi được một phát. Ôi giời. Không kẽ nổi với bọn thằng nỏ năng lượng ở đâu. Nó năng lượng nó là chùm ở đây. Chịu được. Ôi, cũng thần này. Ôi, cũng thật xịn luôn đấy. Thì cũng chưa biết là hôm nay sẽ có cái điều gì mới không. Nhưng mà mình rất là mong được cầm lại quả SMG kia. À, có cái nào này. Một có mấy cái hòm nữa. Ui, nó trèo gôi. Ok. No. Cứu người bạn nhỏ ấy. Nào, linh hoạt tiết. Linh hoạt tiết nhưng mà không có zom. Sai rồi. Nó còn có đôi bóng tối đấy chứ. Mình thật không bị hóa đầu to thì kiểu méo gì khi mà cầm súng con ngon tí là cái lại có con nữ hoàng đây. Thề cầm cái FG này. Đấy, đây. Ui. Ui chết luôn kìa. Katana vẫn là một thế lực nhờ. Chưa bao giờ nó yếu đi anh em ạ. Đang. Làm sao? Chết ngay. Katana này. Bóc, đã có bom lửa. Ui chết luôn kìa. Bắn trong bóng đêm luôn. Mình có nỏ xịn này. Có nảy. Từ từ nha. Để làm zom xịn đấy. Cầm cái này mình không bị mong bị làm zom đâu. Đúng rồi, đối cao đi. Đúng rồi, hay. Ok, mình đầy năng lượng rồi, Ui. Chết đi. Đó. Ui, nảy kìa, nhìn nó nảy này. Chết đi. Ui, cái này nảy phê vãi. Ê, nó không chùm mà này. Ui. Sao mình cứ cầm cái méo gì này, cái đấy nó thành Sida second hand hết đi. Đi đầu to áp cả. Chơi đi bạn, đùa. Oh no. Đùa. Cay vãi nổi. À, kiểu chết sàm sàm nhé. Yếu vãi đi. Ui vãi. Thế cái súng mắc này mình chưa bao giờ có cảm tình thật là tốt với nó để các bạn chơi rất. Để, tuy là hàng chính chủ nhưng mà để mình ghét nó vãi. Kiểu cái móc của nó chẳng có tác dụng mẹ gì. Chỉ thấy bóp thôi. Úi giời né. Ui vãi. Chả tác dụng gì. Được. Đấy, thế rồi mà. Lao vào để cho may mà nó không cào trúng mình ấy. Cái này thực ra ấy, nếu mà theo một cái kịch bản mà anh em vẽ ra hay nhất thì khi mà nó nháy thôi em kéo nó bắn e trùng người nó xong lao vào cận chiến ấy. Đấy là kịch bản đẹp nhất mà mình nghĩ ra được thôi, nhưng mà mình chưa bao giờ làm được. Vì nó là một điều không thể. Đấy, úi giời ơi, được không đâu. Đấy là lý thuyết là nó là như ô. Mình có song kiếm này, lý thuyết nó là như vậy. Còn anh em thực hành được không thì mình chưa biết được. Đấy là con AFK đấy nhá. Lưu ý là con AFK nhá, không em lại tưởng bảo. Ê, 4 kill rồi này. Ê, 4 đạn. Mình có cái sling shot trái tim. Khó chơi vậy. Ôi, đù. Hiệp cuối cùng nhưng mà mình lại đổi ba lô được cái này. Ui. Thôi được, tao thoát bố rồi.
nổi. Lướt 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 lướt. Súng móc huyền thoại. Vâng không mà đi. Cái này nghịch khám vãi. Ui tôi chết rồi, có thằng kia chết rồi. No. Nói anh em, dù sao cũng chẳng có gì mới ạ. Nên là mình sẽ cầm quả súng móc này đi chôn. Nghĩ khá là vui quá thằng này. No. No. Thằng này cầm quả hỏa lực vô hạn xịn mà nó đứng AFK đây ạ. Má tiếc thế. Phí thật. Ui trời mẹ luôn. Cái này khi mà cái quạt E có tỷ lệ. Ui gần trúng kìa. Ui rồi ôi, bởi ban đầu được cầm lần đầu tiên là kiểu cầm khẩu này thích lắm ấy, kiểu như nó đẹp ấy, nhưng mà mình phải nói thật rằng là yếu, siêu yếu luôn. Chú quỷ hai là một là phải tấn công diện rộng, hai là ui rồi, ui mình nhảy qua mà vẫn chết, hai là sát thương cực kỳ là to. Mày này 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 thì tầm rũ đó, chết kìa. Các người anh em cố lên. Ôi mình đã làm thế rồi, đuổi nó xuống rồi mà không cào được nữa thì chịu. Ê cho mượn. Ui ui cảm ơn anh em nhá. Rồi được quá, mình đổi súng móc được em ạ. Cứ chê em nó nhưng mà cuối cùng vẫn có thằng thèm này, nó đổi Skeleton 3 sao luôn. Ôi rồi sao nó không kích hoạt được ta. Skeleton gần lởm rồi, hàng Trung Quốc rồi anh em ơi. Đây là hàng Trung Quốc xuất khẩu chứ không phải hàng nội địa anh em. Này nó có E đâu, đùa. Bảo sao nó vứt cho mình mượn. Ô khỉ. Đấy 4 kill này, được cái bắn cũng khá là mạnh. Không kết quả được E luôn, đùa. Cay vậy. Đấy nhưng mà cái này cận chiến ngon phết đấy. Ở đây nó hơi E rồi. Ok. Ui không đuổi được, không đuổi được. Đây sắp có E rồi, sắp có E rồi. Bình tĩnh anh em ơi. Đâu rồi? Đấy, rồi ôi, bây giờ nó mới hồi này. Đấy, nó còn mất một thời gian lâu nó mới hồi. Ê, mình kiếm người anh em này. Đâu rồi? Người em súng móc này rồi. Ui. Á đồ VIP. Đấy, lên 1 rồi này. Ui, chết luôn. Cái này là chỉ số, này là chỉ số đã tăng tốc độ bắn ấy. Nó tối đa lên đến 5 anh em ạ. Hôm trước mình lờ bắn ở mắt đèn cổ lên được 5 liền. Nhìn phê vãi, nó bắn sấy như hách mẹ luôn. Đồ xít à. Cái gì để bắn đấy. Là chó. Thanh niên là đúng kiểu trộm chó anh em. Cái gì ra làm nhọn nháy vào một con xong rồi trốn mất. Nó không để ý, Rồi. Phải thật nhanh em ạ. Thao tác nhanh ngọn lẹ. Katana. Katana ở đây thì làm được cái gì? Ôi trời ơi. Ui cả chiến kinh phết đấy nhỉ. Ây da. Chạy đâu? Chạy đâu? Úi giời. À vẫn có hiệu ứng này. Tăng tốc độ di chuyển đấy. Thật đấy nó treo máy nhé mọi người. Đấy, cả thằng này đây. Mình lên được tối đa 3 level này. Nghe người nó kia. Úi giời, xin lỗi bạn.